Hello, xin chào tất cả quý anh chị nhà đầu tư. Chào mừng quý anh chị đã quay trở lại với cái video ngày hôm nay của em Thảo. Cho video ngày hôm nay chúng ta sẽ phân tích về nhóm ngành thép anh chị nhé. Ờ, và cái mã cổ phiếu ngày hôm nay em muốn mang đến cho quý anh chị đó là Hòa Phát. Thì anh chị mình đang xem một video, anh chị hãy để lại cho em những cái lượt like, những cái trái tim màu tím trong phần comment để tăng cái lượt tương tác cho video này anh chị ha. Ờ, thì như anh chị mình cũng đã biết là thép là một cái ngành mang tính chất là chu kỳ tổng sản lượng uh, tiêu thụ thép thành phẩm trong nước năm 2023 uh, chứng kiến những cái sự sụt giảm do là ảnh hưởng của nền kinh tế vĩ mô cũng như là thị trường bất động sản nói riêng. Tình hình năm 2023 thì khá là giống so với năm 2012, thời điểm mà nhu cầu thép xây dựng cũng nhẹ khoảng 7% so với cùng kỳ do cái việc tăng trưởng GDP giảm tốc và thị trường bất động sản đóng băng năm đó. Uh, năm 2024 này thì ở nhu cầu thép có thể là có những cái sự hồi phục đặc biệt là tại thị trường nội địa của chúng ta. thì mức tiêu thụ thép trong năm 2024 sẽ được hỗ trợ nhờ những cái tình hình vĩ mô và thị trường bất động sản khởi sắc. À, khối lượng xuất khẩu có thể là duy trì tăng trưởng nhờ những cái triển vọng nhu cầu toàn cầu tích cực. Uh, chênh lệch giữa giá thép ở Bắc Mỹ và châu Âu so với giá thép ở Việt Nam thì ngày càng nhà tăng ngoài ra là châu Âu kiểm soát khá là chặt chẽ trong cái việc là nhập thép bán thành phẩm do Nga sản xuất trong năm 2024 cũng sẽ hỗ trợ cái việc uh, xuất khẩu thép ở Việt Nam sang châu Âu thì uh, năm 2023 này xuất khẩu thép của Việt Nam đã thể hiện được những cái khả năng cạnh tranh rất là tốt trong cái bối cảnh là xuất khẩu thép của Trung Quốc tăng mạnh đúng không thì đây là những cái tin tức khá là tích cực trong cái bối cảnh hiện tại ở với cái những cái thông tin của chúng ta và đối với cái mã cổ phiếu hòa phát này thì anh chị mình cũng có thể thấy là nó vừa ra một cái báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh quý tư năm 2023 này Đó, như trên cái bài báo này còn nói là hòa phát lại gần 3.000 tỷ đồng trong quý tư năm 2023 À, lũy kế cả năm 2023 Hòa Phát đạt 120.120.355 tỷ đồng doanh thu giảm 16% so với cùng kỳ năm trước còn lợi nhuận sau thuế là 6.800 tỷ đồng tương ứng với hoàn thành là 85% kế hoạch của năm. Đó à, ok, đây là một cái thông tin uh, hỗ trợ những cái um, tích cực hiện tại cho Hòa Phát thì uh, năm 2024 này ở sản lượng tiêu thụ của Hòa Phát sẽ được cải thiện nhờ cái thứ nhất là cái dự báo nhu cầu vật liệu xây dựng trong nước sẽ tăng ở trong năm 2024 nhờ những cái giải pháp mà tháo gỡ khó khăn của chính phủ sẽ giúp là thị trường bất động sản bớt ảm đạm và kích thích cái nhu cầu từ cái việc xây dựng hạ tầng ở thứ hai là cái việc cân xuất khẩu sẽ là một cái động lực tăng trưởng trong năm nay thì tỷ trọng cân xuất khẩu trong doanh thu tăng lên thì sẽ giúp cái công ty này công ty hòa phát chuyển cái mức tăng giá nguyên liệu sang nhà bán thép có thể là một cách dễ dàng hơn với lại là thép hòa phát thì chúng ta đang có một cái câu chuyện nữa đó là triển vọng về tăng trưởng dài hạn từ cái khu liên hợp dung quất 2 thì hiện nay là hòa phát đang còn triển khai cái dự án khu liên hợp thép dung quất 2 với cái công suất là 5,6 triệu tấn hrc trên một năm dự kiến sẽ đi vào hoạt động vào cuối năm 2025 ở giúp nâng cái công suất thép thô lên hơn 14 triệu tấn hrc trên một năm và đây là cái động lực chính tăng trưởng cái doanh thu trong dài hạn của hpg thì tính đến tháng 9 năm 2023 này thì cái dự án này đã triển khai được 35 khối lượng công việc rồi. Đó à, đây là uh, những cái thông tin hỗ trợ uh, đến nhóm ngành thép, uh, đến cái um, thép của HPG trong uh, giai đoạn gần đây, trong năm 2024 thì uh, anh chị mình cũng có thể là uh, chúng ta biết được là thép trong uh, thời gian gần đây thì nó đang còn uh, có một cái sự uh, vận động nhất là đối với hòa pháp vận động khá là tích cực trong cái nhóm thép này anh chị mình có thể là lưu ý được anh chị ha à, anh chị nào mà chưa có người đồng hành thì uh, có thể là liên hệ đến zalo uh, của em thảo trên uh, màn hình anh chị nhé số điện thoại của em thì đã để trên màn hình rồi anh chị liên hệ em em sẽ hỗ trợ anh chị mở một cái tài khoản chứng khoán tại SSI hoặc nếu anh chị có tài khoản rồi thì em sẽ hỗ trợ các anh chị chuyển ID về em và chúng ta sẽ cùng nhau uh, phân tích về uh, những cái câu chuyện về nhóm thép hoặc là những cái mã cổ phiếu mà anh chị mình đang băn khoăn hay thắc mắc uh, em sẽ hỗ trợ các anh chị trong quá trình đầu tư sắp tới hy vọng là được đồng hành và hợp tác cùng quý anh chị ha uh, quay trở lại với cái câu chuyện hòa phát của chúng ta thì uh, những cái phiên những cái phiên gần đây thì hòa phát là một cái mã cổ phiếu ở khá là tích cực khi mà vượt được cái vùng cản 28 mươi cả tuần 28 anh chị ha nhưng mà chúng ta cần thêm thời gian nữa có nghĩa là đây là một cái cả tuần vì vậy phải đóng đến tuần trên vùng 28 này thì mới uh, ổn được anh chị ạ Ở, vì vậy là chúng ta sẽ đợi vào cái phiên thứ sáu tuần này xem thử là Hòa Phát có đéo đến tuần trên vùng 28 được không anh chị nhé Những cái tuần vừa qua thì Hòa Phát khá là tích cực khi mà nó tích lũy ở cái những cái vùng uh, biên dưới của cái cản 28 này anh chị này ở tích lũy dưới cái vùng 28 này ở trong một thời gian cũng khá là dài rồi ở trong tầm 2 tháng đến nay rồi nó muốn có những cái cơ hội vượt được cái vùng 28 nhưng mà hiện tại là uh, chúng ta view trong trung hạn thì Hòa Phát chưa vượt được cái cản tuần 28 này và trong những cái phiên gần đây phiên ngày hôm qua uh, thì uh, cái mã cổ phiếu Hòa Phát này với một cái vốn khá là lớn thì nó có đóng nến được trên cái vùng 28 này. Uh, thì chúng ta sẽ kỳ vọng chúng ta sẽ xem thử là trong cái tuần này Hòa Phát có giữ được trên cái vùng 28 này không anh chị nhá. Ngày hôm nay mặc dù là thị trường chúng ta có cái sự uh, giảm điểm Ờ, cũng khá là mạnh nhưng mà ở hòa phát thì lại có cái sự sắc săn nhẹ nó tăng được 0.18% trong ngày hôm nay. Hiện tại anh chị mình à uh, anh chị nào mình đang có những cái view trong trung hạn đối với Hòa Phát thì em thấy khá là ok anh chị nhé. Có thể là kỳ vọng vào những cái tình hình bị mô cũng như là những cái thông tin uh, vừa rồi chúng ta vừa mới cập nhật hoặc anh chị nào mà chúng ta uh, view trong trung hạn thì có thể là uh, cân nhắc Hòa Phát lên được cái vùng 30 đến vùng 32 anh chị nhá đấy là vùng target trong trung hạn của hòa phát anh à, chị nắm hòa phát thì uh, chúng ta hãy tiếp tục nắm giữ anh uh, chị nhá và chờ đợi những cái uh, sự bứt phá của cái mã cổ phiếu này đó, hòa phát là cái mã đầu tiên mà em thấy là vượt được vùng uh, vùng cảm này rồi đó vùng cản tuần và những cái phiên gần đây thì cũng khá là tích cực khi mà uh, mùa báo cáo tài chính ra đó, hòa phát thì uh, trong ngắn hạn chúng ta đang có một cái vùng hỗ trợ quanh vùng 27.8 ở đây Uh, thì anh chị nào mà muốn mua mới hòa phát thì chúng ta sẽ đợi uh, cái phiên tuần này kết nến tuần đã anh chị nha nếu như bây giờ anh chị chưa tham gia thì chúng ta phải đợi uh, vào cái phiên lần sau kết uh, nến tuần mà trên 28 thì lần sau chúng ta sẽ tham gia được vào hòa phát còn uh, anh chị nào mà uh, chúng ta đang nắm giữ thì tiếp tục nắm giữ anh chị ha uh, và nâng cái điểm chặn lãi lên của hòa phát hòa phát anh chị nâng cái vùng chặn lại lên vùng 27.8 bảy tám ở đây đây là cái vùng hỗ trợ trong uh, uh, trung hạn của cái mã cổ phiếu này OK, trong dài hạn thì em vẫn bạn thấy là khá là tích cực khi mà hòa phát trong những tháng gần đây thì nó đóng đến trên cái vùng cản rồi, nó khá là thông thoáng anh chị mình có thể là cân nhắc được hòa phát anh chị nhé. OK, đó là về nhận định của em về cái mã cổ phiếu hòa phát ngày hôm nay. Thì hy vọng là anh chị mình sẽ có những cái quyết định giao dịch thật là đúng đắn trong những cái phiên giao dịch sắp tới anh chị nhé cảm ơn các chị mình rất là nhiều khi đã xem hết cái video ngày hôm nay hẹn gặp lại các chị trong những cái video tiếp theo à, chúc các chị mình sẽ có một buổi tối thật là nhiều niềm vui tạm biệt